Xung quanh quyết định cho tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 1%, đã xuất hiện nhiều dự báo về diễn biến mới của giá đô la Mỹ. Vì vậy, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Huỳnh Thế Du, là giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, về những yếu tố đã, đang và sẽ còn ảnh hưởng đến tỷ giá đô la Mỹ và Việt Nam đồng. Thưa ông, như chúng ta thấy thì vào sáng ngày 7 tháng 5 thì ngân hàng nhà nước đã cho điều chỉnh tỷ giá thêm 1% và ngay lập tức các ngân hàng thương mại đã nâng giá bán ra đô la Mỹ khoảng 70 đến 80 đồng một đô la. Ông có nghĩ rằng là điều này đã được thị trường phản ánh từ trước đó hay không? Thực ra là cái sự nóng lên của tỷ giá là nó xảy ra vào hôm thứ hai vừa rồi. Hôm thứ hai vừa rồi là sau một cái kỳ nghỉ rất là dài. Và sau một kỳ nghỉ rất là dài và có kết quả xuất nhập khẩu của cái tháng 4, có nghĩa là lần đầu tiên là có một cái mức nhập siêu rất là lớn, thì cái sự căng thẳng tỷ giá nó thể hiện là cái kết quả của những cái chỉ số, những cái biến số vĩ mô và những cái kết quả là thương mại ngoại thương của chúng ta trong cái thời gian qua. Cũng ngay sau kỳ nghỉ lễ này thì chúng tôi cũng nhận thấy là trên thị trường tự do thì lực cầu đô la Mỹ bắt đầu tăng lên rất mạnh. Thì ông có nghĩ rằng chính cái lượng người và lượng đô la Mỹ được mua vào ngay trước cái thời điểm mà chúng ta cho điều chỉnh tỷ giá này, nó sẽ dần dần được bán ra trên thị trường và nó sẽ hạ nhiệt bớt so với cái mức giá mà các ngân hàng niêm yết giá bán ra vào sáng ngày 7 tháng 5 không, thưa ông? Thực ra theo tôi, tức là cái khi mà sau khi ngân hàng nhà nước mà điều chỉnh thì giá nó sẽ lên và nó sẽ có khả năng là nó sẽ ổn định ở cái mức cao như bây giờ, có nghĩa là đồng tiền của chúng ta nó giảm giá. Có thể là một số người ta nắm bắt được cái cơ hội, người ta mua được một số đô la để người ta tạo ra có một cái mức chênh lệch giá, nhưng mà tôi không nghĩ rằng là cái lượng đô la đó nó sẽ làm cho cái tỷ giá nó hạ nhiệt, nó giảm đi một cách đáng kể. Có thể là có một cái sự biến động tự nhiên nào đó mà thôi. Bởi vì là cái vấn đề mà đồng tiền chúng ta buộc phải giảm giá là do cái áp lực của cái trong cái bối cảnh là giá trị đồng tiền của chúng ta so với cái giá trị đồng tiền của đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Dạ vâng, và trong cái thông cáo phát đi của mình thì ngân hàng nhà nước cũng có nói là lần điều chỉnh tỷ giá này của chúng ta là để đối phó với các bất lợi trên thị trường quốc tế. Những bất lợi này cụ thể là gì, thưa ông? Ta là gần như là neo cái đồng tiền đồng của chúng ta với cái đồng đô la, và trong cái thời gian vừa qua là đồng đô la nó lên giá rất là mạnh so với một số cái đồng tiền khác, đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh của Việt Nam. Thành khi mà đồng tiền nó lên giá thì đồng đô la lên giá thì một cách tự động đồng Việt Nam của chúng ta nó lên giá, mà khi đồng tiền nó lên giá thì là nó có bất lợi cho xuất khẩu, bất lợi cho sản xuất kinh doanh trong nước và có lợi cho nhập khẩu. Và chính vì cái sự mất cân đối đó thì cái việc mà ngân hàng nhà nước điều chỉnh tỷ giá theo tôi nó là một cái giải pháp hợp lý và cần thiết trong bối cảnh hiện tại. Dạ vâng, và hồi đầu năm nay thì ngân hàng nhà nước có đưa ra định hướng là trong năm nay chúng ta sẽ điều chỉnh tỷ giá không quá 2%. Nhưng mới 6 tháng đầu năm thì chúng ta đã dùng hết quota này rồi. Vậy nếu đến cuối năm nay mà tỷ giá tiếp tục căng thẳng thì ông có nghĩ là nhà điều hành chính sách tiền tệ sẽ gặp khó không? Tôi đánh giá cao cái việc mà ngân hàng nhà nước trong thời gian qua, tức là đưa ra một cái thông điệp rất là nhất quán để ổn định giá cả, đặt nói ở đây là ổn định giá cả trong nước, là lạm phát là giữ được thấp, và cái thứ hai nữa là ổn định giá trị đồng tiền, tức là cái tỷ giá đó. Thì cái việc mà ngân hàng nhà nước đưa ra cái thông điệp trong mấy năm qua đã tạo được cái niềm tin cho thị trường, nhưng mà không có nghĩa là các năm qua đã làm được cái điều đó, mà bây giờ trước cái tình hình nó biến động mà vẫn giữ nguyên cái cứng nhắc cái biên độ 2%, nếu mà từ nay đến cuối năm mà đồng đô la nó tiếp tục lên giá, đồng tiền của chúng ta tiếp tục lên giá mà sản xuất trong nước, xuất khẩu nó gặp bất lợi, thì tôi nghĩ là cái việc mà chính sách một cái chính sách mà tiếp tục thay đổi cái tỷ giá đồng tiền nó khác với cái công bố của ngân hàng nhà nước cũng là một cái điều mà hoàn toàn hợp lý thôi. Dạ vâng, quay trở lại với ngắn hạn, ông có cơ sở nào để chúng ta tin rằng là trong một vài tháng tới thì tỷ giá sẽ tạm thời ổn định quanh cái mức mà ngân hàng nhà nước vừa mới cho điều chỉnh không, thưa ông? Thực ra cái điều đấy rất là khó nói, tức là gần đây nó có một cái thông tin là bây giờ đồng đô la tức là bắt đầu là tham gia vào cái cuộc chiến tiền tệ. Tham gia cuộc chiến tiền tệ có nghĩa là muốn là coi như là muốn làm giảm giá đồng đô la để có tạo cái sức cạnh tranh cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ. Nếu mà cái điều đấy nó xảy ra thì một cách tự động cái đồng tiền đồng của chúng ta nó cũng giảm giá, thì nó sẽ với cái tỷ giá như hiện tại á thì nó sẽ có lợi cho cái sản xuất kinh doanh trong nước, tất cả mọi thứ, thì cái tỷ giá nó sẽ ổn định trong vòng
vài ba tháng tới. Nhưng mà nếu mà có một cái biến động nào đó mà đồng đô la mà nó tăng giá, nó lại cái sự căng thẳng ấy, thì là có hoàn toàn có cái khả năng là có một cái sự điều chỉnh nữa. Dạ vâng, rất cảm ơn ông về phần trao đổi này.